tôi về nơi ấy chân đê, khúc sông quê một thời phiêu dạt, đất bãi bồi ven sông vẫn hát, bản nhạc nào con sóng gọi tên. Cho tôi về nơi ấy đã lớn lên, tú hú kêu tháng năm mùa vải, ôm câu hát từng đêm khắc khoải, nước mắt con cò gánh gạo triền sông. Cho tôi về ước trọn niềm mong, tìm lại câu thơ ngày xưa giang dở, nước cứ trôi bên bồi bên lở, sóng tìm mình trong bãi đất quê hương. Ai đã từng sống xa quê nhớ về một làng quê đã sống những năm tháng tuổi thơ, để lớn lên ở đó có lẽ cũng chẳng khác những người con đang sống xa quê nhớ về quê hương nơi mình được sinh ra, chôn nhau cắt rốn, nhất là những ngày Tết đến xuân về. Tuy sống xa quê nhưng các anh các chị luôn hướng lòng mình về đây để mà thương mà nhớ. Nơi đó đời con có mẹ có thầy, đã cùng khổ cực đắng cùng cay, nuôi con vất vả với cả bầu sinh lực, nắng hạ mưa dông tháng lại ngày. Vì cùng buổi lễ Lê Tân Bằng khánh thành đình Xuân Diễn xin phép được bắt đầu. Đi vui trong một tràng một pháo tay thật lớn để chào mừng ngày khánh thành đình làng Xuân Diễn hôm nay. Cả một đời gánh nặng nuôi con, mẹ ruộng bằng tô về sau, quê là nơi cứ nặng mà những ân tình. Như câu về trong làng con đó, ta bên nhau giữa cháo hè cháy bỏng, bát chè xanh làm dịu mát lòng ta. Quên là nơi quê thơ bên cánh hồng, tiếng ru hơi cứ đồng mãi trong ta. Nghe ấm trong lòng hai tiếng quê hương, dù nơi xa luôn dạt dào nỗi nhớ, muốn tìm về nơi đó yêu thương. Xin chào quý vị đại biểu khách quý. Đề nghị các em trong đội nghi lễ ra về vị trí. Xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu trở về vị trí. Chèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học, con về rợp bướm vàng bay. Quê hương là cánh diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm của nước ven sông. Câu tre nhỏ
mẹ về non lá nghiêng tre, quê hương là đêm trắng tỏ, hoa câu rụng trắng ngoài đêm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ tôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về rợp bướm vàng bay. Quê hương là cánh diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm cua nước ven sông. Quê hương là cậu trẻ nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre, quê hương là đêm trắng tỏ, hoa câu rụng trắng ngoài đêm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là cậu trẻ nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre, quê hương là đêm trắng tỏ, hoa câu rụng trắng ngoài đêm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương ân nặng nghĩa tình là nơi sinh ra mỗi con người chúng ta. Quê hương có tiếng hát du ầu ơ của mẹ, du ta từ thuở nọt lòng, và tiếng hát du của mẹ lắng đọng theo ta đi suốt cuộc đời. Quê hương như người cha già, nó bình dị giống như cây tre khóm trúc, nhưng cũng rất cứng cỏi hiên ngang vượt qua được những bão táp phong ba của cuộc đời để nuôi ta khôn lớn trưởng thành. Quê hương là cội nguồn của tổ tiên, là nơi chôn rau cắt giống, nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm thân thương của tuổi ấu thơ. Quê hương gắn liền với cây đa bến nước, với những con đường dòng sông cây cầu, và những cánh cò bay lạ trên những cánh đồng bát ngát hương quê. Quê hương là những gì khó quên nhất trong tâm thức của mỗi con người. Quê hương trong mỗi con người chúng ta thiêng liêng như vậy đó. Cho nên dù đi đâu về đâu, lúc nào ta cũng nhớ về quê hương bằng tình cảm trong sáng và thiết tha đến vô cùng. Cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tông. Cây có gốc mới trổ cành xanh lá, nước bởi có nguồn mới thành biển cả, sông sâu.
con người nguồn gốc ở đâu, nhờ tổ tiên trước kiếp sau có mình. Cho tôi về nơi ấy chân đê, khúc sông quê một thời phiêu dạt, đất bãi bồi ven sông vẫn hát, bản nhạc nào con sóng gọi tên. Cho tôi về nơi ấy đã lớn lên, tu hú kêu tháng năm mùa vải, ôm câu hát từng đêm khắc khoải, nước mắt con cò gánh gạo triền sông. Cho tôi về ước trọn niềm mong, tìm lại câu thơ ngày xưa dang dở, nước cứ trôi bên bồi bên lở, sóng tìm mình trong bãi đất quê hương. Ai đã từng sống xa quê, nhớ về một làng quê đã sống những năm tháng tuổi thơ, để lớn lên ở đó, có lẽ cũng chẳng khác những người con đang sống xa quê, nhớ về quê hương nơi mình được sinh ra, chôn nhau cắt rốn, nhất là những ngày Tết đến xuân về. Tuy sống xa quê, nhưng các anh các chị luôn hướng lòng mình về đây để mà thương mà nhớ. Nơi đó đời con có mẹ có thầy, đã cùng khổ cực đắng cùng cay, nuôi con vất vả với cả bầu sinh lực, nắng hạ mưa giông tháng lại ngày. Em hỏi hoài hỏi mãi, anh nói rằng quê ở mãi trong tim. Quê là nơi cánh cò bay lạ trên những cánh đồng lúa đã trổ bông. Thương lắm quê nghèo một đời gian nan, thương mẹ tôi vai gầy tóc bạc, cả một đời gánh nặng nuôi con. Mẹ ru anh bằng câu ví dặm, quê là nơi cứ nặng mãi ân tình, như câu ví sông Lam còn đó. Ta bên nhau giữa trưa hè cháy bỏng, bát chè xanh làm dịu mát lòng ta. Quê là nơi tuổi thơ bên cánh vòng, tiếng ru hơi cứ đọng mãi trong ta, nghe ấm trong lòng hai tiếng quê hương. Dù nơi xa luôn dạt dào nỗi nhớ, muốn tìm về nơi đó yêu thương, bên nhau ta về, về lại quê. Em hỏi hoài hỏi mãi, anh nói rằng
quê ở mãi trong tim. Quê là nơi có cánh cò bay lạ trên những cánh đồng lúa đã trổ bông. Thương lắm quê nghèo một đời gian nan, thương mẹ tôi vai gầy tóc bạc cả một đời gánh nặng nuôi con. Mẹ ru anh bằng câu ví dặm, quê là nơi cứ nặng mãi ân tình. Như câu ví sông Lam còn đó, ta bên nhau giữa trưa hè cháy bỏng, bát chè xanh làm dịu mát lòng ta. Quê là nơi tuổi thơ bên cánh vòng, tiếng ru hơi cứ đọng mãi trong ta. Nghe ấm trong lòng hai tiếng quê hương, dù nơi xa luôn dạt dào nỗi nhớ, muốn tìm về nơi đó yêu thương. Bên nhau ta về, về lại quê ơi, bên nhau ta về, về lại quê. Chừng khi ngọn cho con chiều hai mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về dướm bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm khuôn nước ven sông. Chùm khế ngọt cho con chèo hai mỗi ngày.
đường đi học, con về dầm bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm khua nước phen sông. Quê hương là câu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, có câu sùng trắng ngoài thế. Như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là câu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, ta thương nhau trên dòng sông in bóng chẳng thề. Một câu ví anh trao, nửa câu ví em thương. Củ sắn củ khoai mồ hôi chát mặn, thương anh rồi nhớ đợi nghe. Chiều về cánh cỏ lội bên sông, cô lái đò xưa nay tròn 18. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đợi chờ mong, rằng anh nọ về bên em. Ơi cô vì anh trao, mùa xuân anh trở lại. Em sang sông lấy chồng bỏ lại bến đò xưa, quên câu thương câu chờ nỡ hẹn người ơi.
chiều về cánh diều gọi trắng lên tiếng hồ gọi em cô nói đò ngày ơi. Anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau anh trở về tìm lại đò xưa. Chào nửa câu vì em thương cụ sắn cụ khoai mồ hôi chát mặn thương anh rồi nhớ đợi nghe em cứ chiều về cánh cỏ lội bên sông cô lái đò xưa nay tròn 18 bao năm tháng trôi qua bao mùa xuân chờ đợi rằng anh không về năm tháng đợi chờ mong rằng anh nọ về bên em ơi câu vì anh trao mùa xuân anh trở lại em sang sông lầy trông bỏ lại bên đó xưa quên câu thương câu chờ nỡ hẹn người ơi nắng chiều về cánh diều gọi trắng trên con đê nhỏ trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau anh trở về tìm lại đò xưa núi Hồng ơi trách chi đò lỡ duyên tình nở duyên đất khác. Con sông tôi đã hát, con sông
tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà. Sống cũng như người ấy, có khi vui buồn, có khi hờn ghen, chỉ tình yêu tuổi thơ. Chương trình
tôi buồn, nếm với tôi cay đắng tôi hơn. Lúc tôi cười mẹ còn vui hơn, cả cuộc đời của mẹ là con. Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu, té tôi đau mẹ gấp trăm lần. Lúc tôi cần là mẹ bên tôi, lớn khôn rồi ngỡ còn trong nỗi. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, những yêu thương còn chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngược xuôi, cho hôm nay con hát giữa mọi người. Sau ánh đèn con chỉ có mẹ thôi, cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Tôi những lúc tôi buồn, niềm với tôi cay đắng tôi hơn. Lúc tôi cười mẹ còn vui hơn, cả cuộc đời của mẹ là con. Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu, té tôi đau mẹ gấp trăm lần. Lúc tôi cần là mẹ bên tôi, lớn khôn rồi ngỡ còn trong nỗi. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, những yêu thương còn chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngược xuôi, cho hôm nay con hát giữa mọi người. Sau ánh đèn con chỉ có mẹ thôi, cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, những yêu thương còn chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngược xuôi, cho hôm nay con hát giữa mọi người. Sau ánh đèn con chỉ có mẹ thôi, cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Và sau đây trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục múa bài ca 5 tấn do chi hội người cao tuổi thôn Xuân Chiến biểu diễn. Và tiết mục tiếp theo sẽ là tiết mục múa đảm đã cho con mùa xuân do chi hội phụ nữ sẽ dành tặng với tất cả toàn thể quý vị. Trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức. Suy nghĩ thấy phải làm gì với tình duyên.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin kính thưa quý vị thân mến, chương trình văn nghệ chào mừng lễ khánh thành đình làng Xuân Chiến đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn phần thưởng thức đón xem của tất cả toàn thể quý vị, đại biểu, khách quý, các cụ, các bà và toàn thể bà con nhân dân. Xin được cảm ơn và kính chúc cho lễ khánh thành đình làng Xuân Chiến sẽ diễn ra thành công, tốt đẹp. Trân trọng kính mời quý vị an toàn. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể buổi lễ, di tích đình Xuân Chiến, xã Trung Nguyên được công nhận di tích văn hóa cấp tỉnh tại quyết định số 281 QĐ-UBND ngày 27 tháng 1 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, thực hiện văn bản số 888 ngày 5 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc chủ trương tu bổ đình Xuân Chiến, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, quyết định số 967 ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt dự án tu bổ đình Xuân Chiến, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc. Đình Xuân Chiến tiến hành khởi công tu bổ tôn tạo vào ngày 27 tháng 2 năm 2021 với tổng kinh phí đầu tư là 2 tỷ 896 triệu đồng từ nguồn tiền công đức đóng góp của các mạnh thường quân, nhân dân địa phương và du khách thập phương. Sau gần một năm thi công, đến nay công trình đã hoàn thành để đưa vào sử dụng, đáp ứng với nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân trong và ngoài địa phương. Hôm nay được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân huyện Yên Lạc, Đảng ủy xã Trung Nguyên, hôm nay Ủy ban Nhân dân xã Trung Nguyên, Ban quản lý di tích Xuân Chiến long trọng tổ chức lễ khánh thành đình làng Xuân Chiến, xã Trung Nguyên. Về dự buổi lễ hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu về phía tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Phú Sơn, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu có các ông bà, văn phòng đảng ủy, khối cơ quan tỉnh, các đồng chí cán bộ Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu có các ông bà, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh cũng về dự buổi lễ, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Về phía đại biểu huyện, xin trân trọng giới thiệu có Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Lạc, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu có các ông bà, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các phòng ban, ngành đoàn thể của huyện, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Về phía đại biểu xã, tôi xin trân trọng giới thiệu có Nguyễn Văn Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Ông Ngô Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Ông Trần Văn Chiến, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Ông Nguyễn Đức Hải, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, trưởng các ngành, đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học, cán bộ công chức xã, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Chủ tịch Hội người cao tuổi các thôn, Công ty điện Trung Nguyên, nguyên phó Ban quản lý di tích cụ từ đình Xuân Chiến, hội viên người cao tuổi các thôn, đơn vị thi công xây dựng, các công ty, doanh nghiệp.
hộ gia đình, các cá nhân ủng hộ công đức xây dựng đình Xuân Chiếm, câu lạc bộ văn nghệ thôn Xuân Chiếm, câu lạc bộ bóng chuyền hơi đã tham gia giải bóng chào mừng lễ khánh thành đình Xuân Chiếm và đơn vị tổ chức sự kiện Tuyến Hưởng đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Đặc biệt còn được đón các đoàn đại biểu là con em quê hương đang công tác sinh sống trên mọi miền tổ quốc cùng đoàn toàn thể quý vị đại biểu về dự buổi lễ ngày hôm nay đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, xin phép các đại biểu, tôi được thông qua chương trình làm việc. Phần thứ nhất về ổn định tổ chức đón đại biểu, chương trình văn nghệ chào mừng, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Thông qua chương trình buổi lễ, khai mạc buổi lễ, báo cáo tóm tắt công tác xây dựng đình Xuân Chiếm. Lãnh đạo tỉnh, huyện, xã phát biểu tặng hoa chúc mừng. Đại diện con em xa quê phát biểu tặng hoa chúc mừng. Trao giấy công nhận công đức cho các hộ, cá nhân và gia đình. Trao giải bóng chuyền hơi chào mừng lễ khánh thành đình Xuân Chiếm. Các đoàn tặng hoa, chụp ảnh, lưu niệm. Tiếp theo phần 2, phần lễ, nghi lễ cắt băng khánh thành, lễ dâng hương, bế mạc kết thúc chương trình phần lễ. Phần cuối chương trình là phần dự tiệc chúc mừng thành công của buổi lễ. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể buổi lễ. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Văn Chiến, đảng ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã, đại diện chủ đầu tư lên khai mạc buổi lễ khánh thành đình Xuân Chiếm xã Trung Nguyên. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể buổi lễ. Trong không khí hân hoan sôi nổi khắp nơi trên cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn trong năm, chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, chào mừng ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 năm 2022. Hòa chung trong lần vui hân hoan được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc, Đảng ủy xã Trung Nguyên, hôm nay Ủy ban nhân dân xã, Ban quản lý di tích thôn Xuân Chiếm long trọng tổ chức lễ khánh thành ngôi đình làng. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ và toàn thể nhân dân trong địa phương. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể buổi lễ, đình làng Xuân Chiếm xã Trung Nguyên được công nhận di tích văn hóa cấp tỉnh tại quyết định số 281 ngày 28 tháng 1 năm 2011 của Ủy ban nhân tỉnh Vĩnh Phúc. Theo ghi chép và các nguồn tài liệu còn lưu trữ thì đình làng Xuân Chiếm có từ lâu. Đình thờ bản cảnh thành hoàng là Long Đống Trừng Hải Đại Vương, hay còn gọi là Long Hải, có công âm thù giúp nước qua các thời kỳ chống giặc ngoại xâm trong lịch sử dân tộc, và là vị thần đã phù hộ độ trì cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, dân khang vật thịnh. Kính thưa toàn thể buổi lễ, từ ngàn đời nay trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, hình ảnh ngôi đình làng luôn mang lại ý nghĩa biểu tượng như một ngôi nhà chung và là nơi thờ thành hoàng, vừa là nơi hội tụ của người dân trong làng, không chỉ mang ý nghĩa về giá trị tinh thần mà còn mang ý nghĩa về mặt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân. Trải qua những biến thiên của thời gian và lịch sử, ngôi đình làng Xuân Chiếm đã bị xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo cho việc lưu trữ bảo tồn những giá trị lịch sử văn hóa cũng như đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân. Mặc dù ngôi đình đã được sửa chữa nhiều lần, tuy nhiên chỉ giới hạn ở phạm vi nhỏ hẹp, chưa thực sự đáp ứng được sự mong mỏi về mặt một công trình di tích xứng tầm lịch sử văn hóa cấp tỉnh và thuận tiện cho nhu cầu tâm linh tín ngưỡng của nhân dân và du khách thập phương. Về ý tưởng tu bổ tôn tạo lại xây lại đình làng Xuân Chiếm đã được các đồng chí lãnh đạo địa phương, các
dựng lại ngôi đình làng Xuân Chiếm. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể buổi lễ, ngày 27 tháng 2 năm 2021, tức ngày 16 tháng Giêng năm Tân Sửu, đình làng Xuân Chiếm được khởi công xây dựng với tổng kinh phí đầu tư khoảng hơn 4 tỷ đồng từ nguồn tiền công đức đóng góp của các mạnh thường quân, nhân dân địa phương, con em xa quê và du khách thập phương. Sau hơn 11 tháng thi công, ngôi đình đã được hoàn thành, gồm ngôi thờ tự chính và các công trình phụ trợ trên tổng khuôn viên có diện tích 976 m². Trong đó khu đại đình với quy mô 5 gian, nhà gỗ và hậu cung có diện tích 222 m² với các nguyên vật liệu trang trí long quấn thủy, lân trầu, bờ lóc đắp long trầu mật nguyệt, đảm bảo giữ nguyên được nét đặc, nét đẹp truyền thống và bảo tồn được nét thuần phong mỹ tục của vốn có. Cán bộ và nhân dân địa phương dự kiến tổ chức lễ khánh thành để đưa vào sử dụng, song do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bùng phát, do vậy công tác khánh thành đình làng Xuân Chiếm tạm hoãn để đến thời điểm thích hợp tổ chức. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn vinh những giá trị lịch sử truyền thống văn hóa, đình làng Xuân Chiếm sau khi được tu bổ xây dựng đã đáp ứng được nguyện vọng và mong mỏi của nhân dân, hướng người dân và du khách tới việc tưởng nhớ vị thành hoàng làng, tưởng nhớ các bậc tiên tổ, qua đó giúp giáo dục tinh thần nguồn cội yêu quê hương đất nước, nâng cao ý thức về giá trị văn hóa truyền thống tín ngưỡng tâm linh của dân tộc. Kính thưa toàn thể buổi lễ, hôm nay trong ngày đại lễ khánh thành, trước ngôi đình làng uy nghi tráng lệ và vẫn giữ đẹp được nét đẹp kiến trúc cổ xưa, thay mặt đảng ủy chính quyền địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch tỉnh Phúc, các phòng ban của sở, ủy ban huyện Lạc, phòng văn hóa thể thao huyện và các cơ quan liên quan đã quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cán bộ và nhân dân địa phương chúng tôi trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ dự án tu bổ tôn tạo ngôi đình làng Xuân Chiếm để trình ban tỉnh phê duyệt. Xin cảm ơn các quý vị đại biểu, các mạnh thường quân, các nhà tài trợ, những người con quê hương đang công tác làm ăn sinh sống trên mọi miền tổ quốc, các hộ gia đình cá nhân, quý khách thập phương cùng toàn thể nhân dân đã phát tâm công đức ủng hộ tu bổ tôn tạo lại ngôi đình để góp phần bảo tồn và phát triển những giá trị tốt đẹp về tôn giáo, bản sắc văn hóa dân tộc, nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân. Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng tuyên bố khai mạc lễ khánh thành đình làng Xuân Chiếm xã Trung Nguyên. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông Trần Văn Chiến, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đại diện cho chủ đầu tư phát biểu. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể buổi lễ, sau đây ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư chi bộ, trưởng ban quản lý di tích Xuân Chiếm, trưởng tiểu ban dự toán thiết kế xây dựng công trình lên báo cáo kết quả công tác xây dựng đình Xuân Chiếm. Xin trân trọng kính mời ông. Chính quyền, các phòng ban cùng các ban ngành đoàn thể các cấp, các vị khách quý, hai giới các cụ cùng toàn thể nhân dân trong và ngoài địa phương. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền các cấp cùng các quý vị đại biểu, hai giới các cụ, các vị khách quý và toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, theo vòng thiết vận tiết đông tháng 12 ngày 3
Trường Liên, nhân dân thôn Xuân Chiếm hội tụ về Linh Cừ tổ chức lễ dâng hương ngưỡng vọng ngày thành hoàng làng Long Đống Trường Hải đại vương, bách vị văn quan võ tướng thượng tọa tại Linh Cừ bản xứ. Kính thưa các quý vị, thưa toàn thể nhân dân, từ khi có đình làng, làng Xuân Chiếm thường ngày bản cảnh thanh hoàng là Long Đống Trường Hải đại vương. Căn cứ vào bốn đạo sắc phong triều Nguyễn và nguồn tư liệu của Viện Nghiên cứu Hà Nội, ngài là thủy thần thuộc thời Hồng Hoàng, là người con thứ 20 trong số 100 người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Ngài là người học rộng tài cao, tinh thông võ nghệ, có tinh thần yêu nước, thương dân. Khi nghe tin quân giặc phương Bắc đến xâm lược nước ta, ngài là hiển linh âm phù trợ giúp trong cuộc nổi dậy khởi nghĩa của Hai Bà Trưng năm 40 đến năm 42 sau Công Nguyên, đánh quân Đông Hán bảo vệ đất nước. Đến đời vua Đinh, Lê, Lý Trần, khi quân giặc đến xâm lược, ngài đều hiển linh trợ giúp để nhân dân được hưởng thái bình. Nhờ có công lao giúp dân đánh giặc giữ yên bờ cõi làng quê đất Việt mà các triều đại phong kiến Việt Nam đều có sắc phong và ban mỹ đức, phong ngài là Long Đống Trường Hải đại vương, thượng đẳng thần, chiếu ban cho đàn Xuân Chiếm truyền đời thờ cúng, để được ngài che chở vượt qua hiểm họa của giặc giã, thiên tai dịch bệnh và muôn đời hưởng hương đèn. Thật là anh hùng tráng sĩ bấy lâu nay, sống chết vì dân giữa đất này, sinh vi làm tướng trừ quay tặc, tử vì làm thần quốc sắc phong. Thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, đình làng Xuân Chiếm toàn là trên khu đất đẹp thoáng đãng hướng tây bắc, phía trước là cánh đồng, xung quanh là dân cư đông đúc, trước cổng đình có đường bê tông chạy qua, đình làng được bao bọc bao bề là nhà dân. Nhìn ra xa phía trước đình là hai ngôi gò cổ có từ xa xưa. Đình làng xưa được xây dựng với quy mô đồ sộ, làm bằng gỗ lim, trang trí điêu khắc tinh tế, nhiều nét hoa văn tinh xảo cổ kính. Do thăng trầm theo thời gian của lịch sử và trong kháng chiến xâm lược xâm lược, thực hiện yêu cầu kháng chiến, đình làng đã bị cháy hoàn toàn. Sau hòa bình lập lại, nhân dân Xuân Chiếm đã nhiều lần đóng góp tu bổ lớn lao lại với quy mô nhỏ bé, kiến trúc đơn giản để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và văn hóa tâm linh. Thank you.
thưa quý đại biểu, thưa toàn thể quý lễ, vừa rồi ta vừa được nghe báo cáo kết quả công tác xây dựng đình Sơn Chiếm do Nguyễn Thành Tùng, bí thư chi bộ, trưởng ban quản lý Sơn Chiếm, trưởng ban dự toán xây dựng công trình đã báo cáo toàn thể quý lễ. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể quý lễ, về dự buổi lễ thành đình Sơn Chiếm hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Đức Hoàn, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã Trung Nguyên lên tặng hoa chúc mừng buổi lễ. Xin trân trọng kính mời ông. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí lãnh đạo xã Trung Nguyên, đại diện ban quản lý di tích đình Sơn Chiếm lên nhận hoa. Xin trân trọng kính mời công chí và kính ghi buổi lễ trong một tràng pháo tay ạ. Xin trân trọng cảm ơn tình cảm của đồng chí Nguyễn Đức Toàn. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể buổi lễ, về dự buổi lễ khánh thành đình Sơn Chiếm hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Tuyến, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Sơn, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc. Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Toàn, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Lạc, nguyên bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Trung Nguyên. Kính thưa Nguyễn Đức Cẩm, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ban mặt trận tổ quốc, ngành đoàn thể, sở ngành, các cơ quan trong tỉnh và huyện. Kính thưa các vị đại biểu, các nguyên lãnh đạo chủ chốt xã qua các thời kỳ, thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể quý khách thập phương và nhân dân có mặt trong buổi lễ. Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Văn hóa Thể thao Thông tin huyện và Đảng ủy xã, hôm nay Ủy ban nhân dân, Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình làng thôn Sơn Chiếm long trọng tổ chức lễ cắt băng khánh thành đình làng thôn Sơn Chiếm. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt cho các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc xã xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các vị đại biểu và nhân dân có mặt trong buổi lễ lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, đình làng thôn Sơn Chiếm đã có lịch sử từ lâu đời, thờ bản cảnh thành hoàng làng là Long Đống Trừng Hải Đại Vương hay còn gọi là Long Hải. Trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử do chiến tranh, thực hiện chủ trương tiêu thổ kháng chiến, ngôi đình đã bị cháy, các di chỉ, sắc phong, hiện vật có giá trị đã bị cháy trong thời kỳ kháng chiến chống các thế lực thực dân, đế quốc xâm lược. Hòa bình lập lại, nhân dân đã tôn tạo, tu bổ, sưu tầm lại các sắc phong, hiện vật còn lưu trữ qua các thời gian và được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc công nhận đình làng thôn Sơn Chiếm là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh theo quyết định số 281 ngày 28 tháng 1 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể buổi lễ, theo truyền thuyết, đình làng thôn Sơn Chiếm thờ phụng Long Đống Trừng Hải Đại Vương, ngài là người con thứ 20 trong số 100 người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Từ thuở nhỏ, người đã nổi tiếng là người học rộng, tài cao, tinh thông võ luyện, có tinh thần yêu nước thương dân tha thiết, được vua cha và các anh em rất mực yêu quý. Mỗi khi có giặc, ông đã âm phủ dương trợ cùng vua cha và các anh em giúp dân đánh giặc giữ nước. Với những công lao đóng góp to lớn cho công cuộc chống giặc giữ làng giữ
giữ nước, ông đã được phong sắc ban mỹ tự, phong là Long Đống Trừng Hải Đại Vương, thượng đẳng thần để nhân dân đời đời thờ cúng. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, mặc dù trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, song qua mỗi thời kỳ, nhân dân làng Cực Chiếm nói riêng và quý khách thập phương nói chung vẫn luôn dành một lòng tôn kính đối với ông, gia tâm công đức tiền của, vật chất và ngày công để xây dựng nơi thờ tự, để ghi nhớ công lao to lớn của ông đối với dân làng. Từ đó, ngôi đình đã tồn tại và đồng hành cùng sự phát triển trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân qua nhiều thế kỷ, trở thành điểm đến vô cùng quen thuộc của nhân dân trong thôn và trong xã. Trải qua những thăng trầm biến cố của lịch sử do mưa nắng thời tiết vào mòn, một số hạng mục công trình trong di tích đình cũng dần xuống cấp, cần phải được trùng tu tôn tạo. Để đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần, tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân trong thôn, nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích và truyền thống của làng, được sự nhất trí của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân huyện Liên Lạc, ngày 27 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân xã, Ban Quản lý Di tích đình làng Cốt Sơn Chiếm đã tiến hành khởi công xây dựng ngôi đình. Đây là một thời điểm quan trọng ghi dấu ấn của thời kỳ mới đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa của địa phương. Sau hơn một năm triển khai thi công, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, nhưng với sự quyết tâm, trách nhiệm của các ông bà trong ban quản lý di tích, được sự gia tâm, công đức, ủng hộ của nhiều gia đình, con em xa quê, các cá nhân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương, đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân làng Sơn Chiếm, đến nay ngôi đình đã hoàn thành theo đúng mong muốn, ước nguyện của nhân dân, bảo đảm chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình phục vụ nhu cầu du khách thập phương đến tham quan làm lễ, góp phần tôn vinh giá trị cảnh quan của di tích lịch sử văn hóa đình làng. Kính thưa các vị đại biểu, cũng báo cáo với toàn thể các vị đại biểu, ở trong những năm vừa qua trên địa bàn xã Trung Nguyên, nhân dân và ban quản lý di tích các thôn đã gia tâm công đức và trùng tu tôn tạo, xây dựng mới các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn với giá trị kinh phí là rất lớn. Thế nhưng mà cũng hiếm có một di tích nào như di tích đình làng thôn Sơn Chiếm, trong quá trình xây dựng các hạng mục thì đến nay thì báo cáo với các đại biểu là theo báo cáo của ban quản lý xây dựng di tích đình làng thì kinh phí mà nhân dân ủng hộ cũng như du khách thập phương gia tâm công đức để xây dựng ngôi đình làng là vẫn còn dư, báo cáo các đại biểu như vậy. Với số kinh phí xây dựng tổng công trình là hơn 4 tỷ, thế mà gia tâm công đức của các hộ dân trong làng, của du khách thập phương, của con em xa quê, của các doanh nghiệp đóng góp thì đến nay thì trong quá trình xây dựng đối với tổng thể cả công trình đình làng và các công trình khuôn viên phụ trợ thì kinh phí để xây dựng ngôi đình làng của chúng ta là vẫn còn đảm bảo để mà triển khai xây dựng tiếp các công trình khác. Thì báo cáo các đại biểu, đây là sự thể hiện cái trách nhiệm, sự hảo tâm công đức, tấm lòng hảo tâm của bà con nhân dân làng Sơn Chiếm nói chung, cũng như của du khách thập phương, đặc biệt là của các con em xa quê, của các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương đối với việc xây dựng khu di tích tâm linh của đình làng. Đồng thời cũng thể hiện cái trách nhiệm, cái tinh thần rất là tuyệt vời của các cụ, các bà đã được nhân dân tín nhiệm bầu vào trong ban quản lý kiến thiết và tổ chức quản lý xây dựng di tích đình làng Sơn Chiếm, trong việc huy động và quản lý tốt cái nguồn kinh phí để mà phục vụ xây dựng công trình. Thì báo cáo các đại biểu, đây là một điều mà cũng rất hiếm thấy và rất đáng khen đối với ban quản lý và nhân dân làng Sơn Chiếm nói chung trong quá trình xây dựng đình làng. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể buổi lễ, hôm nay đứng trước ngôi thờ thành hoàng làng uy nghi lộng lẫy, mang vẻ đẹp kiến trúc cổ xưa và hiện đại, thay mặt đảng ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã, tôi xin trân trọng cảm ơn Sở Văn hóa Thông tin Thể thao Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc, phòng văn hóa thông tin huyện luôn quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ ban quản lý di tích trong quá trình triển khai xây dựng công trình. Xin cảm ơn các gia đình trong thôn, các cá nhân, con em xa quê, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài xã đã phát tâm công đức xây dựng ngôi đình làng để góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của di tích, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân và du khách thập phương. Xin cảm ơn các quý vị đại biểu khách quý, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện, xã. Xin cảm ơn các vị đại biểu và du khách và toàn thể nhân dân tham dự buổi lễ chuẩn bị đón xuân mới Quý Mão. Một lần nữa thay mặt cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã nhà, xin kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các vị đại biểu và nhân dân tham dự buổi lễ một năm mới mạnh khỏe, tâm tưởng an lạc, mọi sự viên mãn. Xin trân trọng cảm ơn.
Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân có mặt trong buổi lễ, về dự với lễ cắt băng khánh thành đình làng Phương Chiếu hôm nay, ủy hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Trung Nguyên có lăng hoa tươi thắm để chúc mừng nhân dân và cán bộ làng Xuân Chiếm. Chúng tôi xin trân trọng kính mời các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy, đồng chí lãnh đạo ủy ban nhân dân và xin mời đại diện ban quản lý di tích làng Xuân Chiếm, đình làng Xuân Chiếm lên nhận hoa. Xin mời các đồng chí cùng lên tặng. Xin mời đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã cùng lên tặng hoa với đoàn. Xin mời đồng chí Đức Hải. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Hội đồng nhân dân xã Trung Nguyên. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo địa phương. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể buổi lễ. Quê hương là trùng khế ngọt. Quả đúng như vậy, cội nguồn là lối đi về đầy thân quen và chiều mến. Đi đâu, làm gì, ở bất cứ nơi đâu cũng không quên nổi bóng hình của cây đa, bến nước, sân đình. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Tấn, đại diện con em xa quê đang công tác, làm việc trên mọi miền Tổ quốc lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân. Hôm nay, trong niềm hân hoan phấn khởi, nồng ấm niềm vui, chúng ta có mặt tại đây để dự lễ khánh thành đình làng Xuân Chiếm, được ban tổ chức khánh thành đình làng cho phép và được thay mặt cho những người con xa quê công tác, học tập, làm việc và sinh sống ở mọi miền Tổ quốc về đây. Được có mặt ở đình làng, nơi thờ tự thành hoàng để bày tỏ những tâm tư tình cảm của mình, trong lòng chúng tôi vô cùng xúc động. Lời đầu tiên cho chúng tôi gửi lời kính chúc tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý luôn luôn mạnh khỏe và thành công trên công việc công tác của mình. Chúc các cụ, các ông, các bà và toàn thể nhân dân luôn dồi dào sức khỏe, nhà nhà ấm no, niềm vui và hạnh phúc. Chúc làng Xuân Chiếm ngày một giàu mạnh, văn minh. Chúc cho buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân. Xây dựng đình làng là mong ước của mọi người dân Xuân Chiếm, bởi đình làng không chỉ là nơi thờ kính thành hoàng, là nơi di tích lịch sử, mà còn là không gian sinh hoạt, văn hóa, tâm linh, là sợi dây gắn kết, gắn bó với cộng đồng, là thiết chế văn hóa tín ngưỡng. Đình làng là ngôi nhà cộng đồng của cộng đồng làng, là một mảnh hồn quê. Chúng tôi là những người con của quê hương, được cha mẹ, người thân, được nhân dân nuôi dưỡng, chăm chút bằng hạt gạo làng ta, có bão tháng 7, có mưa tháng 3, để khôn lớn trưởng thành. Nhiều người học xong được tổ chức phân công công tác, cũng có nhiều người con quê hương vì cuộc sống mưu sinh mà chúng tôi phải rời xa quê hương. Có nhiều người còn trẻ, cũng có người đã lớn tuổi, dẫu mỗi người ở một nơi trên ngoại miền Tổ quốc, một lĩnh vực công tác khác nhau, nhưng những người con xa xứ chúng tôi luôn luôn theo dõi từng bước đi, từng nhịp đập, từng hơi thở cuộc sống của quê nhà.
thì hiện đại 4.0, chúng tôi càng có điều kiện để tìm hiểu về quê hương, đất mẹ thân thương. Ngược dòng lịch sử thời gian trước năm 2000, ngày đó nhân dân Xuân Chiếm nói riêng và nhân dân trong toàn xã nói chung vẫn còn nhiều khó khăn, còn phải lo chạy từng bữa cơm, từng manh áo. Làm sao chúng ta quên được những con đường đất dày đặc ổ gà, mấp mô, lồi lõm, khô khốc bụi đường, vào mùa khô ngập ngụa bùn đất trong những ngày mưa gió, rồi những nhà cấp 4 đập tranh, đập ngói còn thấm ruột ngày mưa, nhà văn hóa thôn, đình nàng cũ hoang lổ hoa hen ố trong thời gian. Trong sản xuất chăn nuôi, khoa học kỹ thuật chưa ứng dụng được nhiều, năng suất chưa cao. Vậy mà hôm nay quê hương Xuân Chiếm khoác lên mình một chiếc áo mới, diện mạo mới, trong đó có đình làng được xây dựng trên khu đất rộng bằng phẳng, khang trang, uy nghiêm lộng lẫy, phong thủy hữu tình, nhìn ra cánh đồng thoáng mát, mượt mà lúa ngô xanh tốt, rồi những con đường làng rộng rãi thẳng tắp. Các ngõ xóm được làm bằng bê tông kiên cố bằng phẳng, nhà văn hóa thôn cùng những ngôi nhà 3-4 tầng lộng lẫy của những người có tên tuổi trong doanh nghiệp, doanh nhân, của nghề buôn bán, của tất cả tư duy mới, suy nghĩ mới, của sự chung tay đoàn kết toàn dân nhất tâm xây dựng quê hương, đó là chiếc áo của ấm no hạnh phúc. Vậy để có được như ngày hôm nay là do đâu? Chắc chắn là nhờ vào đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, vận dụng bằng quy ước, hương ước của thôn nhà, đặc biệt là sự đoàn kết chia sẻ, chung sức chung lòng của nhân dân trong thôn, của những người con xa quê vẫn đau đáu xây dựng quê hương, bởi hình bóng quê hương như ngấm vào xương vào máu của mỗi con người chúng ta, đặc biệt là những người con xa quê như chúng tôi. Hai tiếng quê hương mới ngọt ngào và ấm áp biết bao, đúng như nhà thơ Nguyễn Trung Quân đã viết: quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Những người con xa quê của chúng tôi luôn luôn mong mỏi và tự nhủ lòng mình phải luôn luôn cố gắng gìn giữ nét quê, yêu lao động, hăng say học tập, khát vọng vươn xa và làm giàu chính đáng. Bởi vậy chúng tôi vẫn thường xuyên kết nối nhịp sống của quê nhà. Chúng tôi hiểu rằng người ta có hàng vạn con đường để đi, nhưng chỉ có một chốn để về, đó là quê hương, là nơi chôn rau cắt rốn, là nơi chứa đựng những yêu thương của anh em họ hàng, của bà con lối xóm, cũng là nơi bình yên nhất. Cho dù cuộc sống vốn có của xã hội bon chen, xô bồ, lo toan vất vả, mệt mỏi, song chúng tôi nghĩ đi xa cũng muốn về, buồn vui càng muốn về, chỉ mong một ngày trở về quê hương. Vì ở đó có mái đình làng thờ cúng thành hoàng, có chùa để cầu kinh niệm Phật cho tâm ta được thanh tịnh, có tổ tiên luôn luôn che chở nâng bước chúng ta đi, cho chúng ta đứng dậy đầy nghị lực và bản lĩnh lạc quan yêu đời trong cuộc sống. Vì vậy nỗi nhớ quê hương, nhớ xóm làng, nhớ tổ tiên gia đình ngày càng trỗi dậy trong lòng chúng tôi mỗi khi Tết đến xuân về. Kính thưa các quý vị đại biểu, các cụ công các bà cùng toàn thể nhân dân, mặc dù ở xa không trực tiếp cùng bà con cô bác anh chị em để xây dựng quê hương, nhưng chúng tôi những người con xa quê bằng tấm lòng, trí tuệ, tâm trí nhất định sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình để đóng góp tinh thần vật chất theo khả năng của mỗi người để xây dựng quê hương Xuân Chiếm ngày càng văn minh và giàu đẹp. Chúng tôi gửi chọn niềm tin vào chi bộ Đảng, Ban Mặt trận Tổ quốc và toàn thể nhân dân sẽ tập hợp đoàn kết, chung sức chung lòng tạo lên sức mạnh tổng hợp để xây dựng ngôi nhà thịnh vượng hơn, vui tươi hơn và hạnh phúc hơn. Một lần nữa xin thay mặt cho những người con xa quê xin kính chúc các cụ, các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân chuẩn bị đón một mùa xuân mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Chúc cho buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, nhân dịp làng tổ chức lễ khánh thành đình làng, những người con xa quê chúng tôi có lăng hoa tươi thắm để xin được chúc lễ khánh thành đình làng thành công rực rỡ. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời các đồng chí trong ban quản lý lên nhận lăng hoa.
nghị quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xây dựng công trình tâm linh, các công trình trên địa bàn thôn Xuân Chiếm và xây dựng thôn Xuân Chiếm ngày một phát triển đi lên, ngày một vững mạnh. Xin trân trọng cảm ơn ông. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể buổi lễ, sau đây là phần trao giấy công nhận công đức đối với các hộ gia đình, cá nhân ủng hộ từ 10 triệu trở lên. Đề nghị ban tổ chức chuẩn bị giấy công đức. Kính thưa các quý vị đại biểu, do sân sinh hoạt chung của chúng ta rất là đông, sân khấu thì chật, và khi ban tổ chức thông báo mời đến đại biểu nào cũng xin trân trọng kính mời đại biểu đó lên phía trên sân khấu để đảm bảo thời gian của buổi lễ. Sau đây tôi xin trân trọng được đọc tên các cá nhân, hộ doanh nghiệp đã ủng hộ cho khánh thành cho xây dựng đình Xuân Chiếm, xã Trung Nguyên. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình ông Nguyễn Tuấn Hòa, thôn Xuân Chiếm, gia đình cụ Nguyễn Văn Đỗ Giới, thôn Xuân Chiếm. Xin trân trọng kính mời các đại biểu có tên cũng khẩn trương lên phía trên sân khấu. Ông Nguyễn Văn Khắc Hương, gia đình ông Trần Quang Hùng Hiền, thôn Xuân Chiếm, mời các đại biểu ạ. Gia đình cụ Trần Thị Ngâu, thôn Xuân Chiếm, ông Trung, ông Lợi, công ty cơ khí Hà Nội, ông Thành, ông Vinh, ông Đức, ông Hùng, công ty nhựa Việt Nhật, ông Nguyễn Công Thuần, thôn Hoàng Thạch, ông Thành, bạn ông Mạnh, Hà Nội. Xin trân trọng kính mời các đại biểu ạ. Ông Đặng Đình Phúc, Yên Phong, Bắc Ninh. Xin trân trọng kính mời các quý vị có tên trên lên phía trên sân khấu để nhận giấy công nhận công đức của ban xin. Xin trân trọng kính mời các đại biểu ạ. Ông Trần Quang Hùng, gia đình cụ Trần Thị Ngâu, ông Trung.
Thành, ông Vinh, ông Hùng, ông Nguyễn Công Quần, ông Thành, ông Đặng Đình Phúc. Xin trân trọng kính mời ạ. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Công Liễu, Chiến Thủy, Thôn Xuân Chiếm, bà Trinh Hoàn, tỉnh Lào Cai, bà Dược Bảy, tỉnh Lào Cai, gia đình bà Nguyễn Thị Quê, Thôn Xuân Chiếm, hội 18 anh chị em Thôn Xuân Chiếm. Mời các đại diện các hộ gia đình có tên ạ. Xin trân trọng kính mời ạ. Gia đình Trường Vân, Biển Thủy, họ cụ Nguyễn Hữu Yến. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Ông Trần Văn Chiến, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, lên tặng giấy công đức cho các đại biểu. Hộ gia đình bà Quê, Nguyễn Thị Quê,
thôn Xuân Chiếm, hội 18 anh em thôn Xuân Chiếm, ông Nguyễn ông Nhuận, xã Hoàng Lâu, Tam Dương. Vâng, các đại biểu nào hôm nay tôi đã gọi tên mà chưa lên thì cũng mời các đại biểu ạ. Họ cụ Nguyễn Văn Quảng, thôn Xuân Chiếm. Họ ông Nguyễn Hữu Tuấn Hưng, thôn Xuân Chiếm. Gia đình ông Trường Vân, Biển Thủy, thôn Xuân Chiếm. Họ cụ Nguyễn Hữu Yến, thôn Xuân Chiếm. Anh Nguyễn Phước, Nguyễn Văn Phước, thôn Xuân Chiếm. Ông Nguyễn Văn Đồn Liền, thôn Xuân Chiếm. Xin trân trọng kính mời các đại biểu. Vâng, mời các đồng chí, các ông bà đại diện thôi ạ. Vì do là sân khấu của ban tổ chức chúng tôi rất là nhỏ. Xin trân trọng kính mời các đại biểu đã có tên lên sân khấu. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Ngô Văn Chiến, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã, ông Nguyễn Thanh Tùng, bí thư chi bộ, trưởng ban quản lý di tích thôn Xuân Chiếm lên trao giấy chứng nhận cho các đại biểu. Xin trân trọng cảm ơn mời ạ. Thôn Xuân
Lương Loan, thôn Xuân Chiếm, gia đình ông Giám Dịu, thôn Xuân Chiếm, dòng họ Lê, thôn Xuân Chiếm, hội sinh năm 1979, thôn Xuân Chiếm, họ ông Nguyễn Thế Hinh, thôn Xuân Chiếm, ông Nguyễn Văn Thả Vinh, thôn Xuân Chiếm, bà Trần Thị Hường, thôn Tiểu Tổ. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư chi bộ, trưởng ban quản lý di tích thôn Xuân Chiếm, ông Nguyễn Văn Xíu, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, phó bí thư, phó quản lý di tích thôn Xuân Chiếm lên trao giấy công nhận cho các đại biểu. Xin trân trọng kính mời hai ông. Xin trân trọng các đại biểu, cảm ơn các đại biểu. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Dũng Luận, thôn Xuân Chiếm, ông Nguyễn Văn Chín Lan, thôn Xuân Chiếm, ông Nguyễn Văn Thạc Lan, thôn Xuân Chiếm, họ ông Nguyễn Văn Tuấn, họ ông Nguyễn Văn Tấn Tuyết, thôn Xuân Chiếm, gia đình anh em cụ Nguyễn Văn Đỗi, thôn Xuân Chiếm, ông Nguyễn Văn Đề Định, thôn Thiệu Tổ, gia đình ông Nguyễn Văn Môi Bài, thôn Xuân Chiếm, họ ông Nguyễn Văn Bơ Ánh, thôn Xuân Chiếm, anh Nguyễn Hữu Hưng, thôn Xuân Chiếm, anh Nguyễn Văn Cậu Sen, thôn Xuân Chiếm, anh Nguyễn Văn Chiến Thủy, thôn Xuân Chiếm. Xin trân trọng kính mời. Tôi xin thông báo lại. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Dũng Luận, thôn Xuân Chiếm, anh Nguyễn Văn Chín Lan, thôn Xuân Chiếm, ông Nguyễn Văn Thạp Lan, thôn Xuân Chiếm, họ ông Nguyễn Văn Tấn Tuyết, thôn Xuân Chiếm, gia đình anh em cụ Nguyễn Văn Đỗi, thôn Xuân Chiếm, anh Nguyễn Văn Đề Định, thôn Thiệu Tổ, gia đình ông Nguyễn Văn Môi Bài, thôn Xuân Chiếm, họ ông Nguyễn Văn Bơ Ánh, thôn Xuân Chiếm, anh Nguyễn Hữu Ưng Hưng Anh, thôn Xuân Chiếm, anh Nguyễn Văn Cộng Sen, thôn Xuân Chiếm, anh Nguyễn Văn Chiến Thủy, thôn Xuân Chiếm. Xin trân trọng kính mời đại diện các hộ gia đình, cá nhân hộ gia đình lên nhận giấy công đức. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Thanh Tùng và ông Nguyễn Văn Xíu, đại diện cho chi bộ và ban quản lý di tích lên trao giấy công đức cho các gia đình. Xin trân trọng kính mời. Tôi xin thông báo tiếp đến các hộ gia đình có tên sau ạ. Sau khi trao giấy công đức xong cũng mời các đại biểu có tên sau đây lên phía trên sân khấu. Anh Nguyễn Văn Duyên Tuyết, thôn Xuân Chiếm, đề nghị các hộ gia đình cá nhân chuẩn bị ạ. Anh Nguyễn Văn Duyên Tuyết, thôn Xuân Chiếm, gia đình ông Nguyễn Văn Thăng Phương, thôn Xuân Chiếm, anh Nguyễn Văn Bằng Gấm, thôn Xuân Chiếm, anh Nguyễn Văn Bổng Vạn, thôn ông Nguyễn Văn Bổng Vạn, thôn Xuân Chiếm, ông Nguyễn Văn Tùng Trục, thôn Xuân Chiếm, bà Nguyễn Thị Tuyết Tấn, thôn Xuân Chiếm, gia đình ông Nguyễn Tiến Nghê Thanh, thôn Xuân Chiếm, ông Nguyễn Văn Thục Y và các con, thôn Xuân Chiếm, anh Nguyễn Tiến Mạnh Xiêm, thôn Xuân Chiếm, ông Nguyễn Văn Ưu Vẽ, thôn Xuân Chiếm, bà Đào Thị Phương, thôn Xuân Chiếm. Đề nghị các cá nhân hộ gia đình có tên trên chuẩn bị lên nhận giấy công đức ạ.
xin trân trọng cảm ơn Tinh Nghi toàn thể buổi lễ trong một tràng pháo tay ạ. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo địa phương, cảm ơn các gia đình cá nhân đã phát tâm công đức ủng hộ cho công tác xây dựng đình Xuân Chiếm. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi xin thông báo lại, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Duyên Tuyết, thôn Xuân Chiếm, gia đình ông Nguyễn Văn Thăng Phương, thôn Xuân Chiếm, gia đình ông Nguyễn Văn Bằng Gấm, thôn Xuân Chiếm, ông Nguyễn Văn Tổng Vạn, thôn Xuân Chiếm, ông Nguyễn Văn Tùng, thôn Xuân Chiếm, bà Nguyễn Thị Tuyết Tấn, thôn Xuân Chiếm, gia đình ông Nguyễn Tiến Nghê Thanh, thôn Xuân Chiếm, ông Nguyễn Văn Thục Y cùng các con, thôn Xuân Chiếm, anh Nguyễn Tiến Mạnh Xiêm, thôn Xuân Chiếm, ông Nguyễn Văn Ưu Vẽ, thôn Xuân Chiếm, bà Đào Thị Phương, thôn Xuân Chiếm. Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng thơm thảo của các hộ gia đình cá nhân đã phát tâm công đức ủng hộ xây dựng đình Xuân Chiếm. Đình quý vị trong một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Văn Khắc Hương, thôn Xuân Chiếm, bà Tô Thị Út Bãi, thôn Xuân Chiếm, anh Hân Cúc, thôn Xuân Chiếm, anh Nguyễn Văn Hân Cúc, thôn Xuân Chiếm, ông Nguyễn Văn Phúc Bảy, thôn Xuân Chiếm, ông Nguyễn Ngọc Quế Giàng, thôn Xuân Chiếm, anh Nguyễn Văn Trong Oanh, thôn Xuân Chiếm, ông Nguyễn Văn Hùng Biên, thôn Xuân Chiếm, gia đình cụ Nguyễn Văn Gác Nguyệt, Đắk Nông, các cháu cụ Nguyễn Văn Hiến, thôn Thiệu Tổ, anh Nguyễn Văn Thắng Anh, thôn Tiên, thị trấn Yên Lạc, ông Nguyễn Văn Duy Hằng, con ông Sĩ, thôn Xuân Chiếm, ông Nguyễn Đức Thọ, công ty Cây Xanh, Hà Nội. Xin trân trọng kính mời các đại biểu. Tôi xin trân trọng giới thiệu, tôi xin thông báo lại. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Khắc Hương, thôn Xuân Chiếm, bà Tô Thị Út Bãi, thôn Xuân Chiếm, ông Nguyễn Văn Hân Cúc, thôn Xuân Chiếm, ông Nguyễn Văn Phố Bảy, thôn Xuân Chiếm, ông Nguyễn Ngọc Quế Giàng, thôn Xuân Chiếm, ông Nguyễn Văn Trong Oanh, thôn Xuân Chiếm, ông Nguyễn Văn Hùng Biên, thôn Xuân Chiếm, gia đình cụ Nguyễn Văn Gác Nguyệt, Đắk Nông, con cháu cụ Nguyễn Văn Hiến, thôn Thiệu Tổ, anh Nguyễn Văn Thắng Anh, thôn Tiên, thị trấn Yên Lạc, anh Nguyễn Văn Duy Hằng, con ông Sĩ, thôn Xuân Chiếm, anh Vũ Đức Thọ, công ty Cây Xanh, Hà Nội. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn tấm lòng thôn thảo của các quý gia đình, các cá nhân đã phát tâm công đức ủng hộ để xây dựng ngôi đình làng thôn Xuân Chiếm. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể buổi lễ, phần trao giải công đức cho các công ty, doanh nghiệp, quý Phật tử, hộ gia đình, các cá nhân đã phát tâm công đức xây dựng đình Xuân Chiếm đến đây là kết thúc. Các đại biểu hôm nay có lý do không về dự buổi lễ và chưa nhận được giấy công đức. Ban quản lý di tích thôn Xuân Chiếm sẽ gửi giấy công đức đến từng tập thể, cá nhân. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể buổi lễ, sau đây là phần tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng với buổi lễ ngày hôm nay. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời các đồng chí đại diện cho Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể xã Trung Nguyên có hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, trưởng các ngành đoàn thể, trưởng các đoàn thể xã Trung Nguyên có hoa chúc mừng buổi lễ. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Tùng và ông Nguyễn Văn Văn Xíu, đại diện cho lãnh đạo địa phương và cũng lên đại diện cho ban quản lý di tích thôn Xuân Chiếm nhận hoa chúc mừng của ban ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các ngành đoàn thể xã Trung Nguyên. Xin trân trọng mời. Đề nghị quý vị cho một tràng pháo tay ạ. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đã dành tình cảm với đến dự buổi lễ. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời công ty điện xã Trung Nguyên có lăng hoa tươi thắm chúc mừng cho buổi lễ. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo công ty điện Trung Nguyên lên tặng hoa. Xin trân trọng kính mời công chí đại diện cho ban quản lý di tích thôn Xuân Chiếm lên nhận hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình ông Tuấn Hòa, thôn Xuân Chiếm có lăng hoa tươi thắm chúc mừng. Sau phần tặng hoa của gia đình ông Tuấn Hòa, xin trân trọng giới thiệu kính mời doanh nghiệp Thu Thành, đại diện doanh nghiệp Thu Thành có lăng hoa tươi thắm về chúc mừng buổi lễ. Xin trân trọng kính mời. Vâng, đề nghị quý vị cùng toàn thể buổi lễ trong một tràng pháo tay. Xin trân trọng cảm ơn tình cảm của gia đình ông Tuấn Hoàng. Xin trân trọng cảm ơn.
hội lốp thôn Xuân Chiếm ạ. Đại diện hội lốp thôn Xuân Chiếm có lăng hoa chúc mừng. Xin mời hội lốp thôn Xuân Chiếm. Hội lốp thôn Xuân Chiếm khẩn trương để ban tổ chức kịp giờ tổ chức ạ. Hội lốp thôn Xuân Chiếm xin kính mời. Mời hội lốp của thôn Xuân Chiếm ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời hội 18 anh chị em thôn Xuân Chiếm. Xin mời hội 18 anh chị em thôn Xuân Chiếm. Hội 18 anh chị em thôn Xuân Chiếm ạ. Hội đồng niên 79 thôn Xuân Chiếm chuẩn bị ạ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn tình cảm của các đại biểu đã có lăng hoa chúc mừng. Xin trân trọng cảm ơn. Mời hội đồng niên 79 ạ. Mời câu lạc bộ bóng chuyền thôn Thiệu Tổ ạ. Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng của các đại biểu đã có lăng hoa chúc mừng. Xin trân trọng cảm ơn. Mời câu lạc bộ bóng chuyền. Mời câu lạc bộ bóng chuyền thôn Thiệu Tổ ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời hội 18 anh em thôn Xuân Chiếm ạ. Mời hội gái làng thôn Xuân Chiếm chuẩn bị ạ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ạ. Mời câu lạc bộ bóng chuyền thôn Thượng Tổ ạ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn tình cảm của câu lạc bộ bóng chuyền thôn Thượng Tổ đã dành tình cảm cho buổi lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng kính mời hội gái làng xuất giá thôn Xuân Chiếm. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn tình cảm của các chị là con em quê hương lấy chồng ở các địa phương trong và ngoài xã Trung Nguyên. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, phần tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng với ban quản lý di tích xin được kết thúc tại đây. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời các đại biểu đến với phần trao giải bóng chuyền hơi chào mừng khánh thành đình Xuân Chiếm. Kính thưa quý vị, trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày cuối năm và chuẩn bị đón một mùa xuân mới, ban tổ chức lễ khánh thành đình Xuân Chiếm, hội người cao tuổi tuổi xã Trung Nguyên thôn Xuân Chiếm đã phát động tổ chức nhiều các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao chào mừng ngày đại lễ hôm nay. Các môn thể thao trò chơi dân gian được đông đảo nhân dân tham gia và cổ vũ như kéo co, bịt mắt bắt vịt, đập
đáng yêu. Ban tổ chức lễ khánh thành đình Xuân Chiếm đã trao giải một số giải thưởng cho các đội tham gia. Tiếp theo chương trình là phần trao giải của ban tổ chức cho các đội đạt giải trong môn thi đấu bóng chuyền hơi người cao tuổi. Sau đây mời các đội đạt giải khuyến khích. Giải khuyến khích bóng chuyền hơi nam xin trân trọng kính mời đội Đồng Lỗ 1, đội Lỗ Quynh, đội Thiệu Tổ. Khuyến khích bóng chuyền hơi nữ, đội Đồng Lỗ 1, đội Lạc Trung, đội Trung Nguyên. Xin trân trọng kính mời đại diện của các đội bóng lên trên sân khấu để nhận giải thưởng. Xin trân trọng kính mời. Đề nghị các đội trưởng của các đội bóng khẩn trương lên phía trên sân khấu ạ. Đại diện của các thôn ạ. Vâng. Mời đại diện của các thôn, các câu lạc bộ. Thôn Đồng Lỗ 1, Lỗ Quynh, đội Thượng Tổ, Đồng Lỗ, Lạc Trung, Trung Nguyên đạt giải khuyến khích môn bóng chuyền hơi nam và bóng chuyền hơi nữ. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Ngạc, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Trung Nguyên thay mặt cho ban tổ chức giải bóng chuyền. Ông Nguyễn Văn Xíu, Phó Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Xuân Chiếm lên trao giải cho các đội. Vâng, xin cảm ơn các đội đã tham gia. Vâng ạ, khuyến khích Đồng Lỗ 1 gồm bóng chuyền hơi nam nữ là hai giải khuyến khích. Đội Lỗ Quynh, Thượng Tổ, Lạc Trung và Trung Nguyên. Vâng ạ, đội Đồng Lỗ 1 đạt giải khuyến khích bóng chuyền hơi nam và cả bóng chuyền hơi nữ. Đội Lỗ Quynh, Thiệu Tổ, Lạc Trung và Trung Nguyên. Vâng, đề nghị quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Và sau đây xin mời các đội đạt giải 3, giải nhì và giải nhất. Xin mời đội Xuân Chiếm, đội Trung Nguyên, đội Lỗ Quynh, đội Đồng Lỗ 2, đội Xuân Chiếm. Xin mời các đại diện các đội bóng lên phía trên sân khấu ạ. Xin mời đội đạt giải 3, bóng chuyền hơi nam, đội Xuân Chiếm, đội Trung Nguyên. Bóng chuyền hơi nữ là đội Lỗ Quynh, mời 3 đội ạ. Mời đội bóng hơi nam Đồng Lỗ 2, đội Xuân Chiếm đạt giải nhì bóng chuyền hơi. Và đội giải nhất bóng chuyền hơi nam và giải nhất bóng chuyền hơi nữ, mời đội Lạc Trung và đội Thiệu Tổ. Xin mời đại diện các đội bóng ạ. Đội Xuân Chiếm, đội Trung Nguyên, đội Lỗ Quynh đạt giải 3. Giải nhì gồm các đội Đồng Lỗ 2, Xuân Chiếm. Giải nhất môn bóng chuyền hơi nam nữ gồm đội Lạc Trung, đội Thiệu Tổ. Đề nghị quý vị cùng buổi lễ cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin trân trọng cảm ơn các đội bóng. À,
cảm ơn các đội bóng đã tham gia nhiệt tình vào chương trình giao lưu bóng chuyền hơi của ban tổ chức lễ khánh thành đỉnh Xuân Chiếm. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể buổi lễ, sau đây là phần lễ. Đề nghị các đồng chí trong tổ chuẩn bị cho công tác cắt băng khánh thành chuẩn bị giúp cho ban tổ chức. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể buổi lễ, từ khi khởi công đến nay, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các sở, phòng, ban của tỉnh, huyện, đảng ủy, ủy ban nhân dân xã, cùng sự cố gắng của ban quản lý di tích Xuân Chiếm, đơn vị thi công, đến nay đình Xuân Chiếm đã được đưa vào sử dụng. Đó là niềm vui lớn của toàn thể cán bộ, nhân dân, quý Phật tử trong và ngoài địa phương. Trong buổi lễ này, chúng ta trân trọng làm lễ cắt băng khánh thành đình Xuân Chiếm để đánh dấu ngày chính thức đưa vào hoạt động. Thay mặt cho ban tổ chức, xin mời đội nghi lễ chuẩn bị cho lễ cắt băng khánh thành. Sau đây tôi xin thông qua danh sách mời các gia đại biểu lên dự lễ cắt băng khánh thành. Một, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện. Hai, ông Nguyễn Văn Tuyến, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã. Ba, ông Ngô Văn Chín, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Bốn, ông Trần Văn Chiến, đảng ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Năm, ông Nguyễn Thanh Tùng, bí thư chi bộ, trưởng ban quản lý di tích. 6. Ông Nguyễn Văn Xíu, Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng ban quản lý di tích. 7. Ông Nguyễn Văn Ngạc, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã. 8. Ông Nguyễn Văn Đỗ, đứng tên xây dựng đình Xuân Chiếm. 9. Ông Nguyễn Văn Tấn, đại diện con em xa quê. 10. Ông Nguyễn Văn Mạnh, cán bộ ban nội chính trung ương. 11. Ông Nguyễn Văn Tuấn, đại diện cho doanh nghiệp trong thôn, xin trân trọng kính mời các đại biểu có tên lên phía trên để cắt băng khánh thành đánh dấu ngày đưa vào sử dụng của đình làng Xuân Chiếm. Vâng, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn An Văn Thành, công ty Việt Nhật lên cùng các bạn khánh thành.
sự kiện chính trị lớn của thôn Xuân Chiếm. Cảm ơn quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể buổi lễ đã về dự chương trình lễ cắt tóc khánh thành đình làng Xuân Chiếm hôm nay. Và đề nghị các phóng viên báo đài và các phóng viên của thôn Xuân Chiếm hãy ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này. Vâng. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu. Vâng ạ. Đề nghị quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn nữa. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, khách quý. Đề nghị các em trong đội nghi lễ chúng ta về vị trí. Xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu trở về vị trí để buổi lễ được tiếp tục làm việc. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể buổi lễ, sau một buổi sáng làm việc với tinh thần trách nhiệm, lễ khánh thành đình Xuân Chiếm xã Trung Nguyên đã thành công tốt đẹp. Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức buổi lễ, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đã quan tâm, dành tình cảm về dự để chứng kiến và tham dự tạo nên sự thành công của buổi lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn tổ giúp việc, tổ hậu cần đã phục vụ chu đáo cho sự thành công của buổi lễ. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố bế mạc lễ khánh thành đình Xuân Chiếm. Xin kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể buổi lễ đứng lên làm lễ chào cờ. Nghiêm chào cờ. Thôi, xin trân trọng kính mời quý vị an toàn. Xin trân trọng kính mời đồng ông Nguyễn Thanh Tùng lên bầu ghế, mời các đại biểu. Kính thưa tất cả các cô công các bà, kính thưa tất cả các đồng chí lãnh đạo của trung ương, tỉnh, huyện và xã, sau đây đến chương trình là tham quan đình làng Xuân Chiếm và thắp hương. Đội dân hương sẽ thắp hương và mời tất cả các đồng chí lãnh đạo và bà con nhân dân ở xa quê và tất cả nhân dân vào thắp hương để dâng lên thành hoàng làng và tham quan đình làng Xuân Chiếm. Xin kính mời tất cả các cô công các đồng chí. Mời đội dân hương. Đề nghị các đồng chí, đề nghị ông Nghi chuẩn bị. Vâng, xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, khách quý cùng hướng về sảnh chính của đình làng Xuân Chiếm để tổ chức dâng hương và tham quan ngôi đình. Vâng, đề nghị các cụ trong ban tế nữ của thôn Xuân Chiếm chuẩn bị hương cho các đại biểu. Trân trọng kính mời các quý vị chính khách thập phương cùng toàn thể nhân dân cùng hướng về sảnh chính chứng kiến lễ dâng hương vào đình Xuân Chiếm và tham quan bên trong của đình làng Xuân Chiếm. Thank you.
Đứng dậy đón xếp khách
Chiếm đứng dậy đón tiếp khách xếp mâm giúp ban tổ chức cho tôi ạ. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đã có lễ về trình đình làng Xuân Chiếm. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức xin được kính mời công trong ban tổ chức tiếp đón khách, mời các đại biểu đã về dự khánh thành đình làng Xuân Chiếm. Chiếm đứng dậy đón khách xếp giúp ban tổ chức này.